Chiến dịch gây sốc về bạo lực gia đình. Khi có ai đó nhìn vào, cảnh người đàn ông ra tay đánh vợ tự động chuyển thành hình ảnh hạnh phúc. Tổ chức ân xá quốc tế triển khai chiến dịch quảng cáo ứng dụng công nghệ tương tác để nêu rõ bản chất thực sự của bạo lực gia đình. Chúng diễn ra sau những cánh cửa đóng kín và luôn bị che giấu bởi vỏ bọc hạnh phúc. Để nâng cao nhận thức về điều này, những lời truyền đạt suông sẽ không có đủ tác động. Chính vì vậy, tổ chức ân xá quốc tế đã nảy ra ý tưởng cho phép mọi người trực tiếp trải nghiệm cảnh bạo lực gia đình bị ngụy trang như thế nào. Chiến dịch đã tạo ra biển quảng cáo tương tác có thể phản ứng khi mọi người nhìn vào nó thông qua máy ảnh theo dõi chuyển động của mắt. Màn hình quảng cáo được cài đặt để hiển thị cảnh một người đàn ông đang ra tay đánh vợ. Nhưng khi có ai đó nhìn thẳng thì cảnh sẽ tự động chuyển thành hình ảnh của cùng một cặp đôi có vẻ đang hạnh phúc. Tổ chức đã lựa chọn các nhà chờ xe bus làm địa điểm diễn ra chiến dịch. Rất nhiều người đã tò mò và tương tác với biển quảng cáo trong vài phút, chúng để lại ấn tượng mạnh trong họ. Chiến dịch tương tác này khiến mọi người hiểu được rằng bạo lực gia đình diễn ra không công khai mà nó âm thầm lặng lẽ dưới vỏ bọc của hạnh phúc. Chính vì vậy mọi người càng phải quan sát kỹ, để ý tới cảm xúc, những vết thương để nhận ra bạo lực gia đình và có những biện pháp để can thiệp hay giúp đỡ. Ý tưởng thông minh của chiến dịch đã nhanh chóng được lan tỏa và thu hút hàng triệu người biết đến. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo của chúng nha.